Chào anh em trên mạng nha. Chung mình có nay có bán được hai cặp mai đó thì giao lưu với anh em, coi anh em nào xem trước thì tôi đến trước anh em mà để xem trước nha. Ai trước chốt trước anh? Ai trước chốt trước chứ, mà để khi nhiều anh em mà tôi bán rồi anh em cứ đòi lấy lợi mà tôi cũng điện người ta tôi lấy lợi mà người ta không chịu. Thì ở đây người nào anh em nào chốt trước và tôi làm ăn từ xưa giờ đàng hoàng. Dạ. Không có làm tầm bậy mà để chốt anh em rồi mà để người ta cao giá hơn tôi 5-3 triệu hoặc 2-3 triệu mà tôi bán người khác là không bao giờ có vụ đó. Dạ. Làm ăn chịu lấy uy tín thôi chứ. Rồi anh em nào thích góc nào thì alo trực tiếp anh Diễn các bạn ơi. Mình là ấp Sóc Thác, xã Biệt Quá, huyện Châu Thành, thành phố Trà Vinh. Cách thành phố Trà Vinh có 3 cây số à? Dạ. Đây mình có giao lưu với anh em một cây mai xù chải toàn thân. Chiều cao nhiêu anh? Chiều cao 2-9, 3 thước trở lại. Thì lát quay cái lá cho anh em coi là những mấy cái bông, cái lá nó hơi dài á, là cái bông nào đẹp hết. Nói chung là cây này nước mai xù từ cái đoạn là thước 2 trở lại là nó được 100%, còn lên trên nó đang lên cục. Một cốt thẳng đứng luôn các bạn ơi. Cốt cành đóng từ dưới lên trên luôn. Xù ở dưới nó ẹo cái nó đẹp lắm. Bộ tàn rất là đẹp. Mấy anh em mà tới chỗ thì mấy anh em không có chê được cái cây này nổi, chỉ vô bỏ tiền ra mới về thôi chứ còn đem có chê nổi cây này. Dạ. Cái này trồng đây bao lâu rồi anh? Cái này 12 năm rồi. 12 năm ha. Nó phụ lên vậy đó. Mà cây này nó nhiều năm nữa thì cây này nó dữ lắm. Mặt bông chính xác là bao nhiêu cánh anh? 7-8 cánh gì tùm lum á, giờ nó đắp mai tùm lum hết rồi. Từ 5 cánh lên á mà nó đắp tùm lum có bông bự không à. Dạ. Yeah. Rồi. Cánh, quay cái thân xù cho các bạn xem các bạn. Nó đủ thứ hết trong này đó. Mười hai năm mà mau lớn nha. Trời ơi cái chỗ này là nó cây xù nó đúng xù đàng hoàng nha. Nó lớn tấp hành luôn. Lớn rồi mới mười mấy năm mà nó khiếp hồn, cây này nó nằm chừng nó 3-4 năm nữa cây này nó khiếp dữ. 3-4 năm nữa là cây này xù một cái giờ mình thấy là tiền rồi, nó kêu chuyện vài trăm triệu là bình thường. Dạ. Còn mà để lâu năm nữa thì nó kêu lớn tiền chứ có gì đâu, người tại vì dính vô cái nhà nè. Cây này càng trồng là càng lên tiền hả anh? Càng lên tiền, cứ trồng càng ngày càng trồng càng ngày lên tiền. Nó dính vô cái nhà này thành ra cái đường đi ra đi vô của người ta đi, nó thành ra nó sợ nó sau này nó lép cái tàn. Dạ. Đế thì sao anh? Đế thì nói chung là có điều ở đâu luôn, không có chỗ nào mà chê nữa, chỗ nào đâu. Nó có cái trứng nãy quên chỉ, có cái trứng nè, cái trứng mà cái chén nè bên kia anh. Ừ, bên đây nè, lát quay nó lại, nó có nãy quên chỉ, nó có trứng trứng lọc bích mình luôn. Nói chung mình bán anh em giá này thì chung hợp lý cho anh em chơi chứ không có mắc gì. Dạ. Đâu trứng đâu anh? Nè, nó không có lên nó trứng lọc á. Đây các bạn ơi nè, trứng lọc nè. Dạ. Rồi đo thông số thôi coi anh Diễn cho các bạn xem chứ. Nói chung vô trời ai luôn. Tài rất là gặm gặp các bạn ơi. Cái này tương lai là ok luôn. Hoành chuẩn luôn nhiêu anh? Chuẩn 42. Rồi 42 hoành. Ừ, hoành chuẩn 44-42 nha. Dạ. Đo sát cái cụ rễ 50. 50 ha. Ừ. Sát cụ rễ 50. Hoành chuẩn 42 nha. Đúng quê lắm à. Trừ dưới lên trên luôn. Cây này anh em đến thực tế ngoài anh em xem nó. Mới đã con mắt. Anh em mà ra trực tiếp ở bên ngoài luôn anh em coi đã con mắt luôn. Cây này anh em nào thiện chí muốn sở hữu là sao anh Diễn? Ở đây bao ship anh em 200 cây. Là giao lưu với anh em 120 triệu. Dạ. Bao ship cho anh em 200 cây số. Ừ. Còn trên nữa thương lượng. Là một giá 120 triệu anh. Rồi anh em nào tham khảo ân ý thì alo trực tiếp anh Diễn các bạn ơi. Số điện thoại anh Diễn để trên phần tiêu đề nha. Tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 2 nha. Đây một cái phôi khá là khủng nha. Em đem gì nữa, có mấy ngày còn anh Diễn? Mới ra cây này đem về nó nữa 4 ngày. Cái da mông lên giống xù quá anh, phải xù không anh? Nó có da này, nó lên da cái da me chứ không phải là tính bán cho anh em chơi là bán cái da trơn chứ còn không tính xù. Dạ. Mà bây giờ cái này nó tính xù anh em cười chết à. Bởi vì nó mới lên không à.
cái người theo người ta tính cây này là sùng do me, còn tôi cũng tính từ dưới lên trên là có điều của thân. Dạ, mấy cái nách nha, cái thân nó ra hết trơn luôn nè. Thân ra trơn từ dưới lên trên luôn. Nè anh em xem rồi anh em cho nhận xét nha. Cho anh em nhận xét giùm cái. Chứ tôi bán rồi tính sụ anh em thì anh em cũng không công nhận. Mà sau này anh em nuôi lại thì nó phải lên sụ. Dạ. Rồi đi vòng cho các bạn xem bộ đế nha. Bộ đế thì các bạn khỏi lo. Hết đường chơi luôn anh. Bộ đế hết đường chơi. Cây này là bộ đế nó 300 á. Dạ. Đế là hết bầu luôn. Nó hết bầu luôn. Không bỏ bớt vô nữa chứ mấy nữa đem đi đâu có nổi nữa. Chiều cao này phán nhiêu vậy anh Diễn? Chiều cao này chưa có đo, không có ý nữa. Chiều cao này là 1m1. 1m1 ha. 1m1. Mặt bông cây này sao anh? Bông cây này chưa thấy, mà chủ nhà nói cây này bông đẹp dữ lắm. Dạ. Mình không thấy bông. Cái này anh em có thể để luôn nguyên thủy chơi thôi, anh em có thể ghép bông khác vậy anh em chơi. Anh em muốn ghép mà để nuôi cây nguyên thủy. Bông sai lùng lực luôn. Cây này khá lực các bạn ơi. Rồi đâu đo thử mấy cốt như này có khoảng bao nhiêu anh? Lớn quá. Cây liền lạc luôn, cốt rất là đẹp. 38. Dạ, 38 hả anh? Còn cốt chủ nó là cốt chủ 55. 55. Rồi anh đo thông số luôn đi anh. Này thông số là mình để đo chỗ này là nhỏ nhất nha. Rồi, nó đo chỗ nhỏ nhất nó là 73. 73 hoành chuẩn các bạn ơi. 73 hoành là hoành chuẩn nha. Dạ. Đo xíu dưới cổ rễ nữa nè. Rồi sát cái chữ A nữa nè. 85. Đo sát ở dưới không nè, cho anh em coi đi. Phước thẳng gan luôn các bạn ơi. Thẳng gan luôn. 85. Rồi ok anh ơi. Rồi đế thì 300 á. Đo thử luôn cho các bạn xem luôn anh. Chưa thấy cái gì mà để đo cho anh em coi là cục đặc nè. Cục đặc là cây thước nè. Dạ. Nó nằm đó là cây thước mà nằm cách nhau sắt cổ rễ nha, chứ không phải là nằm ngoài à. Cái bầu này bứng 3 mét luôn anh. 3 mét. Rồi cây mã số 2 này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Cây này giao lưu với anh em là 135 triệu. Cho anh em cây phôi nha. Lúc này bán tại cây phôi chứ giao lưu với anh em là 135 triệu là cây này giá hữu nghị dữ. Dạ. 135 triệu ha anh. Là mình có bao xếp vô không anh? Bao xếp anh em 200 cây. Dạ. Cây phôi này nó dễ bao xếp. Cái như cái tàn mình phải đi xe cẩu rồi kia, còn này mình đi xe tải nhỏ được. Dạ. Rồi bao xếp cho anh em 200 cây số các bạn ơi. Giá là 135 triệu. Cây mai khá là đẹp nha. Quay lòng vòng nữa cho các bạn tham khảo. Đế đều tất cả các bạn luôn. Bonsai lùng lực. Bonsai đại. Cốt cành có sẵn rồi, vậy anh em tạo lên anh em chơi thôi.